Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn nha. Hiện giờ Phú đang ở Long Trường, quận 9. Đi dạo xung quanh một vòng cho quý vị xem ha. Một số ngôi nhà đã đang xây dựng nè. Wow, nhà đẹp quá ha. Thấy đường này mà sao? Vắng ha. Đây là những cái diện tích ngập nước. Đây, nó rừng thông nè, có mấy cây thông đẹp quá. Thì bây giờ là 1:30 tại Long Trường quận 9. Nhiệt độ giờ rất là mát ha quý vị ha, khoảng tầm 30-31 độ. Đây có những cái công ty mới san lấp xong họ xây dựng lên đây. Rồi, mình sẽ đi dạo một vòng đây. Rồi, một số cái nhà đã xây dựng rồi nè. Đây vẫn là bên máy giờ nước. Ồ, đi vào đường này đẹp. Một trệt hai lầu ha. Hoàn thiện về cơ sở hạ tầng hết rồi ha. Làm đường, làm trụ điện, đèn, âm hết. Kế của nước ngoài là âm điện nước hết. Về xu hướng sau này là những cái khu đô thị là họ âm điện nước hết quý vị ha. Đây, ở đây cuối đây là có một nhà đang xây dựng đây. Khu này thì gần những cái sông rạch rất là mát. Đó. Ở đây họ đang bồi đắp thêm những con kênh nè, sân lấp nè. Gần chợ Long Trường quận 9 quý vị ha. Mình đi vào một cái hẻm. Bên kia là đang đóng cọc để mà làm đang chuẩn bị xây nhà đó, những cái máy đóng cọc đó. Wow, ở đây còn đọc bao la bát ngát luôn. Rồi, mình sẽ đi vào một vòng những cái quy mô đây với là một số nhà đang xây dựng đây. Trong tương lai thì người ta định cư, họ làm việc ở quận 2, quận 9. Một số gần ở quận nhất, quận 3 họ sẽ chọn những cái nơi an cư ở đây. Tương đối gần và sau này đường xá sẽ được rộng, cơ sở tầng phát triển thì họ chọn những cái nơi này để an cư lạc nghiệp. Đấy, quý vị. Thì những cái nơi mà gần cái chỗ làm việc của mình, gần cung cấp những cái nhu cầu thiết yếu như trường học, bệnh viện, hoặc là những cái nơi gần chợ thì rất là phát triển, có điều kiện để họ sinh sống và an cư ha. Còn vắng quá thì hơi mệt. Ra là đường cũ. Xíu nữa mình sẽ đi ngang qua dự án ở Santana. Dự án rất là phát triển. Đây, bên trong đây một số ngôi nhà đang xây dựng rồi nè. Bên trong của Santana à, Điền Phúc Thành ha. Đường khu vực ở chợ này thì kết nối với đường Nguyễn Duy Trinh, nối dài qua Nguyễn Xuyển và kết nối với lại gần khu du lịch Suối Tiên, bệnh viện Ung Bướu. Khu này trong tương lai cũng rất là phát triển đây.
Đấy. Singa City đây bán đắt. Chỗ tập kết bãi rác rồi. Đây là mày chả rồi ha. Rồi ra Nguyễn Duy Trinh. Đây. Chợ Long Trường. Khu BCR đây, Ball Club President. Vào khu BCR là quẹo phải, còn đi thẳng là vẫn đường Nguyễn Duy Trinh ha. Công trường quận 9. Ở đây mặt đầu dân số thì bây giờ cũng tương đối. Nhà đã xây lắp bên trong rồi. Đó. Sang lắp mặt bằng rồi làm nhà xưởng sản xuất hết nè ha. Cư dân ở đây cũng ok rồi. Quẹo phải là đây là ngã ba Long Thuận, quẹo phải sẽ về Long Phước ha, quận 9. Quẹo trái thì mình sẽ đi về đường Nguyễn Xuyển.
quá. Rồi xong ngồi. Vô đổ xăng á.